lượng lát quýnh gì đâu. Hàng quá bại bè anh em ơi. Mà anh em mình đang núp gió tại một vị trí cực kỳ đẹp luôn. Này là hòn Chè La thuộc địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Khu vực này là được bảo tồn và các loài cá sinh vật biển trong này là trình nhiều lắm nè. Nhưng mà cái khu bảo tồn về sinh vật biển cho nên là mình mà bơi thúng dọc dọc cái khu này là có cái lực lượng mà tầng biển họ sẽ không ai cho mình vào. Trên đảo thì cũng có nhiều cái nhà nuôi yến lâu lắm rồi anh em mới ghé lại cái hòn này để núp gió, chắc tới thời điểm này cũng 2 năm. Ý mình nói lộn là mấy cái nhà này đã kiểu như là mình tạo cái nhà nhân tạo cho yến tự nhiên nó vô nó ở, chứ cũng không hẳn là nuôi. Hòn Chè La, anh chị nào đi biển đi ngang qua khu vực tỉnh Khánh Hòa mà mấy anh chị mình hay chạy dọc đường, mấy anh chị em ém sát bờ thì sẽ đi ngang qua cái hòn này. Chúng ta đi tới kênh đôi, chúng ta qua hòn Trâu Nằm rồi thụt vô trong đó là bãi giếng, rồi tới hòn Đỏ mới tới hai cái hòn này nó khơi hơn. Đó là thứ nhất là hòn Chè La, thứ hai là hòn Đụn. Hai cái hòn nhỏ này nó cũng thuộc hệ thống của hòn Chè La luôn. Hòn Chè La, ở trên hòn Chè La là có những cái nhà tạo cái khung cảnh để cho yến nó vào mấy cái nhà này cực kỳ lớn luôn, có người canh giữ hết hoàn toàn 24/24. Nghe cái tên dở thương quá ha, hòn Chè La. Nhà đó chắc nó cũng ngang mấy cái nhà lầu 4-5 tầng, 5-6 tầng. Phía bên dưới này là hòn Đụn, nó vuông cao lên giống như một cái đụn đất vậy á. Hoặc là mấy anh chị nào có cái tên gọi khác gọi là hòn Rơm. Này là một trong những cái hòn đảo của hệ thống đảo của nằm ở trong vịnh Nha Trang. Ở khu vực đầm này là gọi là đầm Nha Phu. Đi vô trong nữa mới gọi là đầm Nha Phu. Chúng ta sẽ đi vào khu du lịch Long Phú. Đi vô đầm Nha Phu thì nó cũng có một cái cảng biển mà má anh em đi biển cũng hay ghé vô bán cá. Đó là cảng Lương Sơn. Này là hai ghe bên mình, ghe đánh bắt và ghe thu mua. Phía bên kia thì có ghe đánh bắt nhỏ bên mình nữa, chiếc hai con viền đỏ. Bên này thì có tàu composite của anh Chín Gành Dưa. Phía bên trong lúc nãy là có ghe của anh Bảy Gành Dưa, nhưng mà hình như là anh chạy biển rồi. Này là hòn Đụn nè. Hòn Đụn nó cũng thuộc nằm trong khu vực bảo tồn và các loài sinh vật biển của Viện Hải Dương Học Nha Trang. Còn mờ ở đằng kia là một trong những cái hòn đảo mà lớn nhất thuộc cái hệ thống của đảo nằm trong vịnh Nha Trang, đó là đảo Hòn Tre. Trên đó thì khu du lịch bây giờ là xây mịt mù hết rồi.
góc trên này của đảo Hòn Tre là cái khu vực mà của thành phố biển Nha Trang, nhưng mà cái cạnh trên này là chủ yếu nó nằm từ cái đoạn mà cầu Trần Phú trở ra tới cái khu vực Hòn Sện, Ba Làng. Còn cái khu vực mà giữa trung tâm cho đi xuống tới cảng cầu đá thì nó nằm cái cạnh dưới này. Cạnh dưới thì nó sẽ bị khuất. Bây giờ là buổi chiều khoảng tầm 4 giờ. Trời thì có dông cho nên nó hơi mịt mù, sương gió tí xíu. Còn ban đêm thì đài điện bật sáng tưng bừng. Anh em núp gió, ăn ngủ, quýnh bài, chơi lạc vạc linh tinh. Trời trời dọc dọc im thì mấy anh em mở biển. Ngủ ớn rồi dậy ăn lọc lạo. Không có chuyện gì để làm. Tháng này thì cá mắm nó không có ốp đều và dày giống như tháng trước. Tháng trước thì nó rộ hầu như là viên cả một tháng luôn. Tất cả các điểm, điểm đầu trên, đầu dưới, đầu giữa, khu vực nào cũng có dày cá hết. Anh em quen làm vùng nào thì anh em làm. Tháng này thì cá nó hiếm, anh em cũng chạy lung tung. Kịp thì làm được một đêm biển may mắn, không kịp thì chờ đêm sau.